Hello hello, xin chào tất cả mọi người. Mọi người dạo này khỏe không nào? Chứ Phong thì khỏe ơi là khỏe luôn bạn ơi. Biết tại sao khỏe không? Bởi vì hôm nay Phong lại tiếp tục đi ăn rồi nè. Đi ăn càng nhiều thì sẽ càng khỏe nha bạn đó. Thì hôm nay chúng ta sẽ ăn món gì đây? Mình sẽ bật mí sau cho các bạn biết nha. Thì sau cái video bọn mình đi ăn Tteokbokki lần trước á, thì mình thấy rằng là có rất là nhiều bạn rất là muốn mình quay những cái video mà gọi là đi ăn uống cùng với nhau luôn. Cho nên là hôm nay mình lại tiếp tục làm thêm một video đi ăn chung với Sammy nữa nè bạn ơi. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi ăn món gì nào? Mình nghĩ là các bạn đọc tiêu đề thì chắc mấy bạn cũng biết rồi đúng không? Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi ăn thịt nướng các bạn ơi. Thịt nướng BBQ á nha. Trời ơi, quá ngon nữa bạn ơi. Ok, đi thế nào? Let's go. Ok bạn ơi, thì bạn có thể thấy là bầu trời hôm nay khá là đẹp nha. Bây giờ là hiện là buổi chiều bạn ơi, khoảng 4 giờ chiều rồi nha. Bầu trời rất là đẹp luôn. Lần trước bọn mình đi ăn Tteokbokki cùng với nhau á thì trời có thể nói là trời mưa, xấu là xấu luôn, nhưng hôm nay thì cực kỳ đẹp. Ok, tới nhà xe rồi, bây giờ để xe ở đây là lên ăn thịt nướng thôi nào. Ok bạn ơi, thì lại là cái chỗ Vincom lần trước đây. Thì cái chỗ này có khá là nhiều những cái quán ăn mà bọn mình khá là thích đó bạn ơi. Cho nên là lần này bọn mình sẽ tiếp tục đi ăn nha. Để coi coi tầng mấy đây. Ủa làm gì vậy bà nội? Đi ra coi. Ok, lần này chúng ta sẽ đến lầu 4 nha anh em. Là lầu thức ăn nè. Ok. Ui mấy bạn ơi, nhìn nè, Sammy nắm tay mình nè bạn ơi. Sướng chưa, sướng chưa? Mấy ông FA đừng ganh tị tôi nha. Hey, hôm nay chỗ này vắng vẻ quá ta. Ủa Sammy đâu vậy? Ủa cái gì vậy? Lại đây, lại đây. Hey, Sammy nghịch quá bạn ơi. Mỗi lần mà dẫn Sammy đi theo ha là Sammy chạy nhảy lung tung mà. One hour later. Và xin giới thiệu các bạn, đây chính là bé Cam phiên bản gấu bông. Ta-da. Dễ thương không nào? Đây các bạn nhìn đây, ở trong tiệm thịt nướng này là có rất là nhiều những món ăn để chúng ta có thể ăn kèm nha. Rất là ngon luôn, mình cực kỳ thích cái tiệm này. Ui thịt ra rồi các bạn ơi. Trời ơi mấy miếng thịt nhìn ngon gì đâu luôn á trời. Nhìn thôi là chảy nước miếng rồi, chịu không nổi rồi. Chắc là mình sẽ phải ăn thôi mấy bạn ơi, không chịu nổi nữa rồi. Sammy thì thường có thói quen là trước khi ăn thịt nướng thì Sammy sẽ ăn gọi là cá viên chiên nè. Ăn rất là nhiều những cái món gọi là đồ ăn ở bên ngoài luôn. Nhưng mà mình nói thật nha, là bạn đừng có nên ăn như vậy. Ăn như vậy ha là chúng ta sẽ không ăn được nhiều thịt đâu. Không thôi là phí tiền lắm á. Bỏ vị nướng vào nè. Ok, bây giờ chúng ta bắt đầu nướng nha các bạn. Để coi coi nướng thịt nào trước đây. Lấy cái đồ gắp thịt nè. Để xem nha. Ui, thịt gà trước đi. Đúng rồi, bỏ thịt gà vào nè. Ủa, tôi kêu là bỏ thịt gà mà, tại sao lại bỏ thịt này vào? Bỏ thịt gà vô đi. Đây mấy bạn ơi, xin giới thiệu các bạn, đây chính là thịt nạc dăm. Là một cái thịt mà mình cực kỳ thích ở cái tiệm này luôn. Ăn nó béo béo mà nó ngọt ngọt, cực kỳ ngon luôn nha. Mình thì mình cực kỳ thích cái loại thịt này. Còn Sam thì Sam không thích cái thịt này. Bởi vì Sam kêu là cái thịt này ăn nó ngọt quá, Sam ăn không được. Nhưng mà đối với mình thì cái thịt này đúng là siêu ngon luôn các bạn ơi. Ok, và chúng ta bắt đầu ăn nha. Rồi, mình đã rửa tay sạch sẽ rồi nha. Bé Cam phiên bản gấu bông kìa bạn. Hello, hello. Ok, mình thì hiện tại đang giảm cân cho nên là mình sẽ chỉ uống nước lọc thôi nha bạn. Chứ mình không uống nước ngọt đâu. Chứ thật ra ha, đi ăn thịt nướng á là phải uống nước ngọt thì nó mới ngon. Chứ uống nước lọc thì nó dở lắm nhưng mà thôi, chịu thôi chứ sao. Tại mình cũng đang trong thời gian giảm cân mà, mình phải kiêng nước ngọt các bạn ơi. Kiêng cử nước ngọt, không được uống nước ngọt. Ui trời ơi mấy bạn ơi, bạn coi nè, cái miếng thịt nhìn nó ngon gì đâu luôn á trời. Nó tròn tròn mà nhìn nó tươi, nhìn nó ngon gì đâu luôn á. Ok, ủa mà khoan, hình như giờ mình coi lại video mình mới thấy hình như là mình nướng thịt chưa chín kìa. Trời ơi ham ăn gì đâu luôn á trời, chưa chín thịt mà đã ăn rồi. Mấy bạn nhỏ đừng có bắt chước Phong nha, không thôi là bị đau bụng á. Cái này là Phong gọi là Phong không biết, Phong vô tình Phong ăn nhầm cái thịt chưa chín thôi, chứ bạn phải nướng chín mới được ăn nha. Ok. Trời ơi, mấy bạn nhìn kìa. Sammy đang vừa coi Doraemon vừa ăn mấy bạn ơi. Trời ơi trời, lớn hay còn coi Doraemon nữa. Nhưng mà tính ra mình cũng hay coi Doraemon mà ta. Có bạn nào mà đã 18, 19 tuổi rồi mà vẫn còn hay coi Doraemon giống như Phong với Sammy không? Ước gì một ngày nào đó mình sẽ sở hữu được một gọi là bạn Doraemon. Để suốt ngày mình có thể lấy bổ bối của bạn ấy đi quậy phá. Đây các bạn nhìn nè, đây là một cái loại đồ chua, bên trong của nó có rau răm nè, có gọi là đu đủ nè, có cà rốt nè, có rất là nhiều loại gọi là trộn lại với nhau luôn và ăn cực kỳ gọi là ngon luôn nha. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho những bạn nào chưa bao giờ ăn thịt nướng ở BBQ cách để ăn thịt nướng đúng cách nha. Đầu tiên các bạn cần một miếng rau, đó, tiếp theo nữa là một miếng thịt, sau đó bỏ vào trong miếng rau nè, kẹp lại nha. Và cho thêm một tí gọi là mấy cái đồ chua đồ vô nữa để cho nó ngon hơn nha các bạn. Kẹp vô nè. Đó, ok.
sau đó chúng ta sẽ cuộn tròn lại, cuộn tròn cho nó gọn lại các bạn ơi. Đó nè các bạn nhìn nè, đó đẹp không, mình cuộn cực kỳ khéo tay luôn nha. Ok, sau đó là chấm vào trong nước chấm nè, và tiếp theo là gì, hả miệng thật là to ra và ăn thôi. Quán thịt nướng mà bọn mình đang ăn hiện tại nó có giá là 199.000 một người. Và bọn mình có thể ăn bao nhiêu thịt cũng được hết, ăn bao nhiêu cũng được hết, ăn hết thì kêu thêm, ăn hết thì kêu thêm, không tính tiền thêm nha. Chỉ cần 199.000 thôi là bọn mình có thể ăn hết cái quán luôn cũng được luôn. Nhưng mà quan trọng là bụng mình có ăn nổi hay không thôi. Tiếp theo nữa chính là bạch tuộc các bạn ơi. Mấy bạn coi nè, bạch tuộc sốt sa tế cực kỳ ngon luôn. Ok, bỏ vô nướng đi. Trời, trời làm gì vậy trời, tự nhiên thả xuống vậy, kỳ vậy trời, không được thả vậy nha, đồ ăn là không được thả như vậy, hiểu không? Đó, ok, nướng lên đi nào. Trời ơi, nhìn ngon quá mấy bạn ơi. Mình nói thật là mỗi lần mà mình review đồ ăn á là mình chỉ có ngon 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 và ngon thôi. Mấy bạn biết tại sao không? Bởi vì á, bất cứ quán nào mà Phong đã từng ăn á, có nghĩa là quán nó phải cực kỳ ngon thì Phong mới ăn. Đó, mấy bạn hiểu không? Đó, Phong cực kỳ kén ăn luôn. Quán nào phải ngon dữ lắm á thì Phong mới ăn. Đâu, Sammy thử ăn một miếng cho các bạn xem coi. Ngon không, ngon không? Trời ơi, ngon đến nỗi mà quẩy luôn bạn ơi. Quẩy luôn trời. Sammy cũng rất là thích ăn thịt nướng luôn bạn ơi. Mình với Sammy rất là hay đi ăn chung với nhau. Và Sammy cực kỳ thích thịt nướng ở cái quán này luôn nha. Hình như là bạch tuộc đã chín rồi bạn ơi. Bây giờ mình sẽ lấy cho các bạn xem nha. Xem nè, xem nè. Đó, các bạn thấy chưa? Ngon cực kỳ ngon luôn nha. Nhìn cái con bạch tuộc nó tươi gì đâu luôn á trời. Cái này mà ăn vô cái là chắc chết luôn quá trời ơi. Chết bởi vì quá ngon á bạn. Chấm vô tương nè, chấm 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 chấm. Ok, rồi. Bây giờ thì làm gì nữa nào? Bây giờ thì chúng ta cùng nhau ăn thôi nào. Trời ơi, ngon quá mấy bạn ơi. Cái bạch tuộc nó cực kỳ tươi luôn nha mấy bạn. Và có thể nói rồi nó rất là thơm luôn. Mà nó thật, bạch tuộc ở đây nó sốt bằng sa tế. Nhưng mà ăn vô á, cái vị cay không nhiều và cực kỳ thơm luôn nha. Tiếp theo chính là thịt bò nạc các bạn ơi. Đây, cái món này là Sammy cực kỳ thích luôn nha. Bởi vì cái thịt bò này á là thịt nạc cho nên là Sam rất là thích ăn luôn. Mình cũng vậy, bởi vì mình đang giảm cân cho nên là mình không ăn mỡ. Mình chỉ ăn thịt nạc thôi. Ok, bây giờ sẽ đến với cái phần gọi là để xem coi mình sẽ ăn được bao nhiêu miếng thịt nướng nha. Một miếng nè. Hai miếng. Ba miếng. Bốn miếng. Năm miếng. Sáu miếng. Bảy miếng. Tám miếng. Mình sẽ cho bé Cam ăn chung mấy bạn ơi. Ăn đi, ăn đi. Rồi, ôi trời ơi, Sammy phát hiện rồi các bạn ơi. Thôi khỏi, không giỡn nữa. Con bạch tuộc to nhất đã chín rồi bạn ơi. Bây giờ mình sẽ cắt miếng bạch tuộc này ra nha. Ồ, bạn coi nè, con bạch tuộc cực kỳ to luôn. Con này mà ăn thì hết sảy các bạn ạ. Sau khi ăn xong thì mấy bạn có thể chén miệng bằng cách là ăn kem mấy bạn ơi. Ở đây có kem miễn phí luôn nha. Đây nhìn nè, quá trời kem luôn. Hấp dẫn, hấp dẫn. Ok bạn ơi, mình nghĩ rằng là bây giờ mình sẽ kết thúc video tại đây để mình ăn tiếp đây. Chứ vừa ăn vừa nói như thế này là không nên nha các bạn. Ok, cảm ơn mấy bạn đã xem video này nha. Nếu như mấy bạn thấy thích video này thì đừng quên là hãy để lại cho mình một like nè, một share nè. Và nhớ nút subscribe đăng ký ủng hộ cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên là hãy qua bên kênh YouTube của các thành viên của Hero Team để đăng ký ủng hộ cho mọi người nữa nha anh em. Cảm ơn anh em rất là nhiều luôn nha. Bye bye và hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau. Bye bye, yêu anh em phải nồi, tạm biệt. Thank you.